Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh của Hoàng. Thoát vị đĩa đệm là một căn bệnh khá phổ biến hiện nay. Và một câu hỏi lớn các bạn thường đặt ra trong đầu, đó là khi các bạn lỡ mắc căn bệnh thoát vị đĩa đệm này rồi thì liệu rằng các bạn có thể đi tập gym được hay không? Căn bệnh thoát vị đĩa đệm này nó sẽ liên quan tới cái chức năng vận động của cột sống. Cột sống là một cơ quan nâng đỡ tham gia mọi chuyển động của cơ thể của các bạn. Nó sẽ bao gồm các động tác cử động cơ bản và các động tác gập duỗi. Và cột sống của các bạn, cấu trúc cơ bản nó sẽ gồm khoảng từ 32 tới 34 đốt sống được nối liền với nhau và nâng đỡ hộp sọ. Đầu tiên nó sẽ bắt đầu bằng 7 đốt sống cổ và 12 đốt sống tiếp theo nó sẽ là đốt sống lồng ngực, và tiếp theo nó sẽ là 5 đốt sống lưng dưới, và 5 đốt sống tiếp theo sẽ là 5 đốt sống xương cùng, và cuối cùng nó sẽ khoảng 2 đến 4 đốt sống xương cụt. Và cái căn bệnh thoát vị đĩa đệm này nó sẽ liên quan tới 5 cái đốt sống của vùng lưng dưới, hay nói đúng hơn 5 đốt sống này nó muốn vận động trơn tru được thì nó phải có những cái đĩa đệm ở giữa các đốt sống này. Và khi các bạn thực hiện các cái động tác hoặc khi có áp lực lên cơ thể của các bạn thì những cái đĩa này nó sẽ đảm nhận cái nhiệm vụ là nó sẽ giảm chấn, nó sẽ giảm những cái lực tác động lên vùng đốt sống. Và khi những đốt sống này nó bị xẹp hoặc khi các bạn vận động sai tư thế, nó sẽ bị chật ra khỏi cái vị trí. Và khi nó chật ra khỏi vị trí thì nó sẽ chèn lên những sợi dây thần kinh vận động. Vì dọc cột sống của các bạn nó sẽ bao gồm tủy sống, và dọc tủy sống đó nó sẽ có những cái sợi dây thần kinh vận động xung quanh. Những sợi dây thần kinh vận động này nó sẽ có tác dụng là nhận tín hiệu phát ra vận động từ não và nó truyền tới những cái cơ quan vận động. Và khi những cái đĩa đệm này nó bị chật ra khỏi vị trí, nó sẽ chèn vào những cái sợi dây thần kinh đó, nó sẽ gây ra cho các bạn những cái cơn đau. Vậy thì nguyên nhân nào dẫn đến cái căn bệnh thoát vị đĩa đệm này? Nguyên nhân dẫn đến cái căn bệnh thoát vị đĩa đệm này là do các bạn vận động hoặc các bạn thực hiện những cái động tác sai tư thế mà các bạn duy trì trong thời gian dài, thì cái áp lực lên cái vùng lưng dưới nó sẽ làm cho các cái đĩa nó chật ra khỏi vị trí và nó chèn lên dây thần kinh. Thì Hoàng thấy ba cái trường hợp phổ biến làm cho các cái đĩa nó chật ra khỏi vị trí. Đó là trường hợp thứ nhất, khi các bạn ngồi làm việc và các bạn duy trì cái tư thế sai đó trong một thời gian dài thì cái áp lực lên cái cột sống của bạn nó sẽ đè hết xuống các đĩa của cái vùng lưng dưới, và lâu dần thời gian nó sẽ khiến các cái đĩa đó nó chật ra phía ngoài và nó chèn vô dây thần kinh vận động, nó sẽ gây ra những cơn đau. Cái trường hợp thứ hai là khi các bạn đi tập gym, các bạn thực hiện những cái bài tập sai tư thế, các bạn làm cho cái vùng lưng dưới của mình nó bị cong, và khi cái vùng lưng dưới nó bị cong thì tất nhiên cái áp lực lên cái đĩa đệm đó nó sẽ nhiều, và khi áp lực nó nhiều thì cái đĩa đệm nó cũng sẽ chật ra khỏi cái vị trí và nó chèn lên các dây thần kinh, nó gây ra những cơn đau. Và cái trường hợp thứ ba mà Hoàng thấy cũng khá phổ biến, đó là các bạn cúi, các bạn lấy vật nặng từ dưới đất lên, hoặc các bạn thực hiện những cái động tác lấy tạ từ phía dưới, các bạn lấy tạ trong cái tư thế sai thì nó cũng gây ra những cái cơn đau. Vậy thì câu hỏi đặt ra là nếu như các bạn lỡ mắc căn bệnh này rồi thì mình có đi tập gym được hay không? Thì nó sẽ tùy thuộc vào cái mức độ mà các bạn đang mắc căn bệnh này nó như thế nào. Thì như Hoàng phân tích, nếu như các đĩa nó mới chỉ chật ra khỏi cái vị trí một chút xíu và nó chưa chèn vào các cái dây thần kinh vận động, tức là khi các bạn cử động nhẹ nhàng, các bạn đi lại vẫn bình thường, các cái đĩa đệm nó chưa chèn vào các sợi dây thần kinh, nó chưa gây ra những tổn thương, nó chưa gây ra những cơn đau, thì các bạn vẫn có thể đi tập gym được. Nhưng nếu như các đĩa đệm này nó đã chật ra quá nhiều khỏi cái vị trí
và nó đã chèn hẳn vào những cái sợi dây thần kinh. Nó gây ra những cơn đau mà khi các bạn chưa thực hiện một động tác vận động nào, nó đã gây ra những cơn đau rồi. Thì Hoàng khuyên các bạn mình nên đi kiểm tra bác sĩ. Có thể mình thực hiện những cái động tác phẫu thuật, mình kéo cái đĩa đệm đó nó về lại cái vị trí cũ. Thì sau khi các bạn đã thực hiện xong cái phẫu thuật kéo cái đĩa đệm đó về lại vị trí cũ, thì các bạn có thể tập luyện những cái bài tập nhẹ nhàng để phục hồi cái vùng lưng dưới và các cái đĩa đệm. Thì các cái bài tập đó mình sẽ gợi ý cho các bạn ở cái phần cuối của video. Vậy thì nếu như các bạn mới chỉ chớm cái căn bệnh thoát vị đĩa đệm thì các bạn vẫn có thể đi tập gym. Và khi các bạn đi tập gym, Hoàng sẽ gợi ý những cái bài tập, những cái tư thế mà các bạn cần tránh tập luyện để làm cho cái căn bệnh thoát vị đĩa đệm của các bạn nó nặng thêm. Thì sẽ có 3 bài tập, 3 cái tư thế mà các bạn cần phải tránh. Bài tập số 1 là bài tập squat. Vì khi các bạn tập squat, cho dù các bạn tập đúng cỡ nào đi chăng nữa, lưng của các bạn thẳng đi chăng nữa, thì cái áp lực từ trên xuống với cái mức tạ nó vẫn sẽ đổ dồn hoàn toàn vào cái vùng lower back, tức vừa là vùng lưng dưới. Và vùng lưng dưới của các bạn nó đã yếu sẵn rồi, các cái đĩa đệm nó đã chật ra rồi, nó hoạt động không được trơn tru. Thì khi có áp lực tạ, nó sẽ làm cho căn bệnh của các bạn trở nên nặng thêm. Cái động tác thứ hai mà các bạn cần tránh đó là bài tập deadlift. Cái bài tập deadlift, khi các bạn thực hiện động tác, cho dù các bạn thực hiện đúng cỡ nào đi chăng nữa, thì cơ lưng dưới trong trường hợp này nó đóng vai trò là nhóm cơ làm vững. Mà nhóm cơ làm vững trong trường hợp này nó vẫn phải gồng khi các bạn thực hiện động tác kéo tạ từ phía dưới lên phía trên. Khi các bạn kéo tạ từ phía dưới lên phía trên thì nó sẽ tăng áp lực lên các cái đĩa, nó cũng gây cho các bạn một cái sự nguy hiểm. Và bài tập số 3 mà các bạn cần tránh hoàn toàn đó là các bạn thực hiện cái bài tập đẩy vai trong cái tư thế đứng. Khi các bạn thực hiện đẩy vai trong tư thế đứng thì cái áp lực khi các bạn được thực hiện động tác overhead, nhóm cơ lưng nó cũng có vai trò là nhóm cơ làm vững. Và áp lực tạ từ trên xuống ít nhiều gì, cho dù các bạn cảm nhận các bạn giữ cơ vai nó tốt cỡ nào, thì cái vùng lưng dưới của mình nó cũng tham gia. Và phần cuối của video này thì Hoàng sẽ đưa cho các bạn những cái gợi ý để mình phòng tránh cái căn bệnh thoát vị đĩa đệm. Đầu tiên là các bạn phải chỉnh lại cái tư thế ngồi khi làm việc lâu trong thời gian dài. Các bạn cần phải chỉnh lại tư thế đúng. Đó là ngực các bạn sẽ hơi ưỡn, mắt các bạn sẽ nhìn thẳng về phía trước, và vùng lower back của các bạn nó sẽ không bị áp lực. Cái thứ hai là khi các bạn đi tập luyện, các bạn nên tránh các tư thế mà mình lấy tạ từ phía dưới lên trong tư thế cong lưng. Các bạn cần thực hiện cái tư thế lấy tạ giống như cái động tác deadlift hoặc squat để đảm bảo an toàn cho cái vùng lưng dưới. Và cái thứ ba là khi thực hiện các bài tập ở tư thế đứng, tốt nhất nếu vùng lower back của các bạn đã yếu rồi thì các bạn nên thực hiện các cái bài tập này trong tư thế ngồi. Và khi ngồi như vậy, cái vùng lower back của các bạn nó có cái điểm tựa, nó sẽ gia tăng được cái sự làm vững cho cái vùng lower back, nó giúp các bạn thực hiện động tác tốt hơn và cái vùng lower back của mình nó đỡ bị áp lực hơn. Và cuối cùng thì Hoàng sẽ đưa cho các bạn 5 bài tập. 5 bài tập này nó sẽ giúp các bạn phòng ngừa và điều trị cái căn bệnh thoát vị đĩa đệm ở thể nhẹ. Nó sẽ giúp các bạn kéo các đĩa đệm về lại vị trí đúng như chức năng của nó. Bài tập đầu tiên là bài tập back extension. Các bạn sẽ dùng một cái ghế và các bạn sẽ gập người từ phía trên xuống phía dưới. Ở bài tập này thì nó sẽ giúp cho các cái vùng cơ lưng dưới của các bạn được khỏe, kéo các cái đĩa đệm của các bạn về lại đúng vị trí mong muốn. Và bài tập số 2 là bài tập good morning. Bài tập này thì các bạn có thể thực hiện với body của các bạn. Và tư thế thực hiện là các bạn sẽ ưỡn ngực, mắt các bạn nhìn thẳng về phía trước, và trong tư thế thẳng lưng, các bạn sẽ từ từ các bạn gập phần lưng của các bạn từ phía trên xuống phía dưới. Và sau khi các bạn đã cảm thấy cái vùng lower back của mình nó căng thì bắt đầu các bạn sẽ trở lại cái tư thế ban đầu. Và bài tập số 3 là cũng nằm trong nhóm bài tập chữa trị. Tư thế thực hiện là các bạn sẽ sử dụng một tấm thảm, hai tay của các bạn sẽ chống và đầu gối của các bạn sẽ chạm vào thảm, mắt các bạn sẽ nhìn thẳng về phía trước và ngực các bạn sẽ ưỡn, và
phần lower back của các bạn sẽ hơi cong nhẹ và các bạn sẽ hơi gồng cái phần lower back. Khi các bạn gồng cái phần lower back thì các bạn sẽ cảm nhận được cái vùng lưng dưới của các bạn được thư giãn. Và các bạn lưu ý bài tập này thì các bạn sẽ duy trì tư thế cho Hoàng trong vòng 30 giây và các bạn lặp lại từ 4 đến 6 lần. Và bài tập thứ tư là bài tập các bạn sẽ cũng duy trì cái tư thế đó và các bạn sẽ hóp cái bụng các bạn lại, các bạn cuộn cái bụng của các bạn lại. Và khi các bạn cuộn cái bụng của các bạn lại, các bạn gồng chắc cái vùng lưng dưới thì các bạn sẽ cảm giác được cái vùng lower back, cái vùng lưng dưới của mình nó được thư giãn. Và các bạn lưu ý bài tập này thì các bạn cũng duy trì cái tư thế này cho Hoàng trong vòng 30 giây và số lần lặp lại cũng là từ 4 đến 6. Và bài tập cuối cùng là các bạn cũng thực hiện trong tư thế nằm. Và phần chân của các bạn sẽ dở sang bên và các bạn sẽ kéo hẳn cái phần mông của mình lên trên. Và các bạn lưu ý khi vặn người thì cái phần thân của các bạn sẽ không xoay theo cái chân. Phần thân người của các bạn vẫn thẳng và chỉ có phần chân của các bạn xoay qua bên hông. Và các bạn cũng duy trì, các bạn giữ tư thế cho Hoàng trong vòng 30 giây. Sau khi kết thúc 30 giây thì các bạn sẽ đổi bên, các bạn xoay chân trái lại và tư thế vặn người này, phần body, phần chân của các bạn, phần thân của các bạn nó vẫn giữ nguyên. Ok, như vậy là Hoàng vừa chia sẻ cho các bạn xong căn bệnh thoát vị đĩa đệm là gì và khi các bạn mắc căn bệnh này rồi các bạn có nên đi tập gym hay không. Nếu các bạn thấy video của Hoàng hay và hữu ích thì hãy đừng quên like, share và follow Hoàng trên cả YouTube và Facebook nha. Chào các bạn và hẹn gặp ở những video chia sẻ tiếp theo.